Bạn nghĩ gì về một dòng sản phẩm có thể băm nhỏ đa dạng các loại nguyên liệu như cỏ voi trong cây ngô, thậm chí cả tôm khô, thành nguồn thức ăn cho vật nuôi, với năng suất khủng có thể lên đến 1 tấn mỗi giờ mà mọi hộ chăn nuôi đều có thể sử dụng được. Hãy cùng Bình An tìm hiểu về dòng sản phẩm máy băm cỏ 7TA này nhé! Để cho công việc chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập, giảm công sức lao động và giúp vật nuôi tiêu hóa tốt hơn, công ty Bình An đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới, máy băm cỏ 7TA. Máy băm cỏ 7TA có khả năng băm được đa dạng các loại nguyên liệu như cỏ voi hay các phụ phẩm như thân cây ngô, ngọn mía. Sử dụng động cơ 3,5 kW cùng với bộ dao băm sắc bén, kết hợp với lô quấn tự động, tốc độ băm rất nhanh, giúp máy có năng suất làm việc ấn tượng, dao động trong khoảng từ 800 đến 1 tấn trên 1 giờ, tùy từng loại nguyên liệu. Máy ngoài khả năng băm nhỏ các loại cỏ và cây thân mềm còn có khả năng có thể tận dụng để băm rơm, phục vụ cho chăn nuôi hoặc trồng trọt. Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian lắp đặt, dễ dàng di chuyển với 4 bánh xe. So với các dòng sản phẩm máy băm cỏ khác trên thị trường, máy băm cỏ 7TA có tốc độ băm rất nhanh. Máy có thể băm được các loại nguyên liệu cả dưới dạng tươi và khô với năng suất ấn tượng, giúp các hộ chăn nuôi sẽ tiết kiệm được nguồn nhân lực và thời gian lao động đáng kể. Và một chiếc máy có hoạt động được tốt hay không thì bộ dao băm chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Phía bên trong buồng băm của máy là hệ thống 8 con dao thái to hai lưỡi, được xếp theo dạng xéo cực kỳ đặc biệt, sẽ giúp cho tối ưu khả năng băm, tăng tốc độ đẩy sản phẩm ra, giúp sản phẩm có năng suất cao và nhẹ tải máy hơn. Và cuối cùng đây chính là thành phẩm vô cùng chất lượng thu được sau khi sử dụng với máy băm cỏ 7TA. Với thành phẩm này, quý vị đã hài lòng hay chưa ạ? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới video clip này để cho Bình An biết nhé! Và mọi thắc mắc chi tiết về dòng sản phẩm mới máy băm cỏ 7TA, quý vị vui lòng liên hệ với số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Trợ tư vấn kỹ lưỡng nhất Bình An xin chúc tất cả quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.